bà xong chú mẹ xuống, bông bông học ní. Xong xong khóng chung bố ca tạm đoàn tổ xin ạ ca bông rin mê rin Excel. Mê rin ở tháng ngày ní, khi nhóm nâng bằng hai nhà đó khá ní ở school rụp bằng môn thầm mây mưu tiết cử, count if. Ta count if, dương pra đồng bây kẹt nâng ní rô gò vầy, hào dương pra được nông lẹ khán bẹp nà. Để chứ nế, đồng bây ở căn này chú bác, khi nhóm nâng bằng hai nhà nông cam bị thị Excel tầm đó. Nhi cứ chia tàu ràng mục tùm nânh nơi khả nông hàng mùi đột đá. Để cho nên môn nâng kẹt nâng nha, khi em xông bằng hai nhà tàu khả nha thả ta count if. Ta count if miền này đôi mà đây. Count if miền này thả rộp miền lẹ khăn. Hồi lẹ khăn đại dương rộp nấy cứ lẹ khăn bàn tay mùi lẹ khăn tay bằng nọ. Để cho nên khi em nâng bằng hai nha, rụp bằng bốn tay mà đó. Ủa thọ thà nực nông tà ráng một tùm lĩnh đầy dưỡng khởi ní. Nhông chóng rộp tà lỡ bật đạp cà tê gà rì. Chúng ủa thọ thà ta drinking water nè miên chùm nốn phẩm án. Nực nông tà ráng một nông ní. Nhưng chân chúng bà rụp môn. Sama count if bà rụp môn chó. Nhà đó khá ní khơi nơi trong chùm lĩnh ní. Vì đạp kia thà rèn. Để chân nè rèn dưỡng trâu xa lạch tà lỡ tân lần này. Rồi bỏ dưỡng đầy dưỡng chóng rộp. Ủa thọ thà khiêm chóng rộp tờ lửa bật ra cà tê gà rì. Chẳng khiêm sẽ lệch bài này. Hói khiêm chói Ctrl Shift Arrow Key cho khóa. Mình nên thà khiêm sẽ lệch ngực lửa tờ lửa này khiêm tầng ọ. Mà tỏ mọc khiêm chạy khám ma muối. Bần tỏ bì rèn. Cứ miên vị thà criteria. Criteria này miên nên thà cứ chỉ lẹ khăn để dùng chóng rộp. Ủa thọ thà ta khiêm chóng rộp lẹ khăn này kì. Bà sân và lẹ khăn chỉ tu ở xó. Chỉ thách trở tại đại chúng lẽ khăn nó được không được bóc phốt bệnh này ủ thọ thang trong trang xoay rộp bị thà drinking water còn tại bờ sân chia criteria cứ chia tu lệ mình chạm bạch đạn được không được bóc phốt thế nếu việc trong ban mình chờ tới nơi được còn đây rồi rồi hái trong chạy inter lúc trong từ tu ban là tập khó cứ trên đường tổng phật à lực trong xã rộp mới ta ta drinking water miền tổng phật đại là thế là sự riêng xã người đó này mỗi vì bay buồn ram và mỗi bấm phẩy và bất chi bấm phẩy này hai person với những trang rộp cái tay cái điệp xây tiền để cho nó dừng tới cái việc nơi con ông này trước trong dòng đồ việc drinking water tới chỉ việc soft drink trong inter soft drink cứ miên phẩm mỗi rồi gặp những trang rộp bị ép xây tiền cái pin nâng cứ khi nhom trời tại đồ criteria nó không đập bọc bột bẹm này u thọ khi nhom rót bia energy drink và khi nhom đồ bia nó không lấy còn tỏ máu khi nhom chết inter là tập hợp hơi nhiều mồi các pháp đồ một tuần nay không có rót bẹm này cứ riêng vì bạn bản tịnh được chứ đấy khi nhom nâng bằng hai nhẹ tỏ khi ní ở che pro drop down list đập bay chung núi không có rót đối với đồng bài bậc cao chỉ drop down list khi ông tới insert xin hội đại trở lại và hai khi ông chọn bàn là tập hợp trong đấy khi ông select từng ó control shift arrow key cho chrome khi ông select từng ó bài này và hai khi ông mở pass châu là không tận này bài này khi ông pass là không ship xây mũi thiết à là khi ông xong bị thông tin đời sai chung mua đi chọn cái này tôi sẽ chú mua này cho anh thế được chứ đấy nhưng remove chú mua nó cháu tục tầm mùi mùi để hình chứng đồng bây remove chú mua này cháu nhằm cho chất lượng biệt data hay dù biệt thả remove duplicate và vì lúc tiền này máu được chứ đấy nhằm chất ok tới rút chơi ok tiệt và chứng chú mua category này nơi sau tay bảo mạng cho nó như thế chúng ta lọc từ city mùi bình muốn nâng khi bạn bị chạy nẹt ọc như thế nhóm nâng bằng hai nẹt ọc cái này ở chết cầm nót drop down lì và chân drop down lì của thỏa đặt trong bậc cao cái này như mùi tiết chó chúng ta product category chúng ta có ai đôi cái này chó cái này khi nhóm chẳng
drop down mini tha khnyom kroan tae choch rư yo product category na muay vie nung kananea rupamon ni doy svai bavot dechne dambei komnot drop down list khnyom trœu choch te lœu piak tha data haoy mien piak muay chmua tha data validation khnyom choch lœu nung mao haoy neu trong phteang kalai ni neu knong setting neu trong chnoch allow trong chnoch allow ni khnyom rư yo list hay nơi trong chúng nói tha source source cứ chia phổ biến tận này để dùng chơi được dùng trong chơi nên lựa phổ biến mới mà hay chúng tới select từ lựa thủ để chỉ mua tung lên những đồ hay chúng select từ lựa column A trong tầm đó column A này cứ chia mua và đặt category từng ngõ hay chúng chơi từ lựa chúng nói như vậy rồi chơi ok ដូច្នេះនៅត្រង់ចំណុច product category នេះអ្នកនរគ្នានៅក្នុង cell មួយនេះអ្នកនរគ្នាឃើញប្រអប់4ជ្រុងមួយហើយមានសញ្ញាខួនចុះក្រោមដូច្នេះអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែយកមកចុចទៅលើប្រអប់នោះមកនេះគឺជាឈ្មោះ product category ហើយយើងចង់បានមួយណា select មួយហ្នឹងទៅប៉ុន្តែរូបមន្តនេះអត់ទាន់កណនីទេអញ្ចឹងខ្ញុំលុបរូបមន្តនេះចោលសិនហើយខ្ញុំកណនីម្ដងទៀតខ្ញុំប្រើរូបមន្តនោះដែរស្មើ count ears ខ្ញុំ select ទៅលើ range មួយនេះ control shift arrow key ចុះក្រោមបាទបន្តមក comma ដល់ចំណុច criteria ដល់ចំណុច criteria មុនហ្នឹងប្រសិនបើ criteria ជា text ខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាថាត្រូវដាក់ចូលនៅក្នុងរបស់ hold ប៉ុន្តែប្រសិននេះ criteria នៅពេលនេះយើងចង់ជ្រើសរើសយើងមិនចាំបាច់ដាក់នៅក្នុងរបស់ code ទេគឺខ្ញុំ select ទៅលើ cell មួយនេះដែលយើងចង់បានហើយបន្តមកបិទរបស់កញ្ចក់រួចចុច enter បាទអញ្ចឹង drinking water នឹងមានចំនួន7ឥឡូវខ្ញុំសាក select រើសយកផលិតផលផ្សេងក្រៅពីនេះខ្ញុំរើសយកពាក្យ energy drink គេរូបមន្តនេះគណនីដល់ស្វ័យប្រវត្តិទេបាទខ្ញុំរើសយក soft drink បាទមាន6លីគ្នាខ្ញុំរើសយក green tea មាន4ខ្ញុំរើសយក toothpaste មាន5 fruit juice មាន4ដូច្នេះការកំណត់បែបនេះងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសយកមុខតំណែងមួយណាយើងគ្រាន់តែ select យកមុខតំណែងនេះទៅគឺជាការស្រេចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែជ្រើសរើសប្រដាក់ category នៅកន្លែងនេះរូបមន្តនិងកណនីដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងមេរៀននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនសូមចុច Subscribe លើ Channel របស់ខ្ញុំបាទបន្តមកចុចលើរូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាបន្តបន្តមកទៀតហើយប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាមានចំណងអ្នកនរគ្នាអាច Comment សាកសួរបន្ថែមទៀតបានបាទសូមអរគុណ